có nhiều hôn nhân đã đổ vỡ nhưng mà nó không phải là bình thường, nó rất là nặng ảnh hưởng tới con cái. Và mẹ hay là chồng, người mẹ hay người ba, phải người mẹ thì bắt đầu là mối tình khác, người cha cũng mối bắt đầu là mối tình khác, thì con ở với ai? Và cuối cùng con chọn ở với ông bà. Thì nhiều khi vẫn nhiều khi cái nợ đó là không nợ cha mẹ nhưng mà nợ ông bà, hay là ông bà nợ lại cháu. Nhưng mà vẫn họ hạnh phúc cô. Thì mình mới đầu thì diễn như ai mà nghe thì thấy đau lòng vì nó ủa tại sao con không ở cha mẹ mà ở với ông bà. Nhưng mà có hoàn cảnh, mỗi người hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà những đứa trẻ đó vẫn lớn lên, vẫn thông minh, vẫn thành tài, thành thạo, thành nhân. Thì cũng là một cái cách khác nhau cho mỗi người, thì mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thì ở đây cô có những cốt truyện nào mà trong học sinh cô hay là ai mà cô hay kể cho quý vị khán giả nghe? Giống như chuyện mà đơn thân hay là chuyện gì? Vì khi mình nói về người cha đơn thân nữa cô, không phải người mẹ không đâu. Rất là cái chính ở đây, ngay trong cái xã hội này, là người rất là phục khi mà đổ vỡ rồi, người cha nuôi con. Cái thì rất là phục, hiếm lắm, hiếm người đàn ông nuôi con. Cái chuyện mà cái Thi đã chứng kiến trong cái hiện tại, nghĩa là hai vợ chồng mình không đi sâu vào cái lý lẽ nào để họ chia tay. Mình không muốn quy vào người cha hay là người vợ. Đó. Nhưng mà người cha cô rất là phục, cô rất là phục. Một đứa bé bây giờ mới có 3 tuổi, 4 tuổi à. Mới 3, chưa tới 3 tuổi, chưa đầy 3 tuổi. 3 tuổi. Wow. 3 tuổi, thằng bé rất là ngoan. Thì mỗi ngày đó, thấy cha nó dẫn đón đưa con đi học, về tối ngủ với cha. Và cuối tuần có thể là đưa về với mẹ. Nhưng mà đưa về với mẹ. Thông thường là người mẹ là người hay là nhận nuôi con, nhưng mà tại sao lý do này có một cái hoàn cảnh khác đấy cô? Cái đó là đôi lúc ra đó, cô rất còn nể phục với người cha. Đôi lúc ra cô nói thí dụ, người vợ có những cái lỗi mà không được quyền giữ đứa con. Đó, là không được quyền. Nó cái relationship, cái sự quan hệ, cái sự gần gũi lúc nhỏ rất là quan trọng với đứa trẻ. Cô thấy một cái đó, rồi thấy một tình trạng là một người cha, cô cảm phục, cô lặng nhìn cái cậu đó cũng đáng tụi con thôi, cô, mà cô biết gia đình đó, nó dắt con đưa đón đi học, con đưa về, mà cô thấy cô đứt ruột, rất là cô khâm phục, cô nói là cô bái phục. Cái trường hợp mà người cha giữ con rất là ít, đôi lúc ra vì cuộc sống mà con, mà cậu đó làm được điều đó. Mà một người đàn ông, mình nói người mẹ đi, nhiều khi người mẹ là có gia đình, không nghĩ phải làm ít giờ lại không sao, nhưng mà người đàn ông là trách nhiệm phải đi làm kiếm tiền nuôi con, thì vừa đi làm mà xong rồi phải đi rước con này kia rồi đó. Thì người ngoài nhìn vô, hiện giờ cô đang thấy đó, trong hiện tại bây giờ đó, cô thấy đó, thấy hàng ngày, cô rất là khâm phục. Thì khi mà nói đến tình yêu đổ vỡ là hai bên mà single mom, single dad gì cũng đau khổ rồi, đổ tội trước con hết. Thì đúng không rồi. Có ai được vui, không có ai mà được hạnh phúc mà mình nói như là nhiều người may mắn thì không có đi đến như con đường vậy. Còn nhiều người mà cái nhưng mà nghĩ như mình cứ nghĩ vậy, nhưng mà ông trời rất là công bằng, mất cái này sẽ được cái khác. Đúng cho rồi. Nên quý vị nào mà đang xem chương trình mà trong đừng hoàn cảnh và hoàn cảnh mà trong single mom hay là có ai gia đình ở trong hoàn cảnh như vậy thì cũng chắc cười vui một cái thôi, và biết là ông trời sẽ đem những cái tốt lành hơn đến với những người trong mẹ đơn thân hay là người cha đơn thân. Rồi em thấy rằng có những cái trường hợp đó là rất là thê thảm. Có những trường hợp mà cô đã chứng kiến, có những đứa trẻ sống với một người, sống với mẹ, rồi trường hợp này cô mới vừa thấy là mới đây cách đây một tháng thôi, đó là cũng là trong family của cô, thì là mẹ nó sinh ra nó thì cô thấy có những cái nét khác mình, cái điều đó mình nghĩ là mình không có để ý. Nhưng sau này khi nó đã là 36 tuổi rồi, bây giờ hiện tại bây giờ Him là 36 tuổi rồi, thì Him DNA find out ra người cha đang bây giờ không là cha ruột của nó. Đau lòng. Không là cha ruột của nó, nhưng thằng bé đã sống trưởng thành ở Mỹ, nó giận không muốn người cha, sao người cha không phải là cha của nó mà hớp phiêu liệt. Bởi vì cái sự mà quan hệ gia đình rất quan trọng, nó thương quý người cha đó, nó tìm ra người cha ruột rồi, nhưng chuyện đó close chậm lại. Là nó vẫn muốn giữ vững cái family nó. Nó không muốn bây giờ là find out ra quán trách cái gì hết, nhưng là nó vẫn trân trọng cái người cha đang giáo dục của nó, người cha mà đã nuôi nấng từ đó bây giờ, mà người cha bây giờ không biết nó là không phải là con. Cái chuyện đó xảy ra đối với người quen của cô,
là trong mới mà một gần 2 tháng này thôi. Tội nghiệp mà cái đứa trẻ, mà cậu bé giờ rất là lên người nha. Cậu bé đó bây giờ rất là lên người, đã ở trong quân đội rồi. Biết là trung đội ở Mỹ này rất là tròn, rất là giỏi, mà nó rất là hay, cũng rất là phục nữa. Nó không cho, không muốn, nó không gọi người cha ruột nó bây giờ, mọi chuyện lô người cha ruột nó bằng là father. Cái nghĩa đó hơn. Nhưng mà cái người cha nó không muốn làm hớt phiêu linh, cái người cha đã nuôi nấng cho nó. Cái rồi là ở cái quan hệ giữa cái người nuôi dưỡng rất là quan trọng. Và cô đã nghe từng tâm sự đứa học trò. Bố mẹ hồi nhỏ không ở gần, chỉ là với cô thôi, ở gần những người cô thôi. Cái tình thương nó dồn hết cho cô nó. Cái cha mẹ chỉ gọi là cái tiếng cha mẹ chứ, cái tình thương đó là người cô mà đã nuôi dưỡng nó. Thì đó, cái điều đó chúng ta nên có một như một cái hồi chuông, ta suy nghĩ cái sự gần gũi với con cái. Giống như vừa rồi, cảm ơn cô. Giống như vừa rồi Chelsea nói đến chuyện mà ông bà nuôi con, nhiều khi không phải cha mẹ nữa mà là ông bà, hay là giống như cô nói gì cô gì đó, rồi một người thân nào hay là ai đó nuôi đứa con lớn lên. Thì khi mà mình nói về hoàn cảnh bà mẹ single mom ly dị, hay là mình nói về hoàn cảnh ly dị đi, thì những đứa trẻ đó đi học như thế nào? Đi học nó không có phải là rất là thiệt thòi cô, vì bản thân nhỏ, những đứa mình nói là mấy đứa nhỏ, mình cứ nghĩ là mấy đứa nhỏ không biết, nhưng thực sự lớp mẫu giáo nó biết rồi, nó đã biết ba mẹ nó là không còn ở chung với nhau nữa. Con nít ngày nay nó rất là thông minh, vì nó biết là nhiều khi ba mẹ phải chia ngày ra, ngày này thứ ba thứ năm nó bên ba mẹ đi, nó đổi qua ngày nọ. Nó rất là thông minh, nó biết, nhưng mà nó cố tình giả bộ nó không biết. Thì khi mà Chelsea làm ở nhà trường mà nói chuyện với mấy đứa nhỏ đó đó, ánh mắt tụi nó nhìn tội nghiệp, nó cứ nói là ồ nó ở bên ba mẹ này kia, nhưng mà nó bản thân nó biết, nhưng mà nó cố tình giả bộ nó nói như vậy để cho biết là nó bình thường, nó không có bị đau lòng. Thì mấy đứa đó là những đứa mà Chelsea để ý tập trung cho tụi nó thêm, là coi những nhiều khi tự nhiên nó ngồi nó khóc à, mình hỏi tại sao, nó nói nó té, nhưng thực sự nó tự nó ngồi xuống, nó cố tình nó làm một cái để mà nó tự gây bản thân cho nó những cái mà vết thương hay gì đó. Nó tự làm đi mà tự té tự khóc, nó chỉ muốn có người mà kế bên nó, ngồi kế nó ôm nó để cho thở, đỡ thấy cô đơn vậy thôi. Thì cũng cái đó là một cái thiếu sót cho những đứa trẻ đó. Tội nghiệp. Hay vậy như những đứa bé mà nó biết thành neo vậy, sáng cha mẹ đi làm đi gửi đi, khi mặt trời chưa thức dậy, đến khi mà ba mẹ ẩm nó về, mặt trời đã ngủ yên rồi, nó cô độc, tự nhiên thấy thằng bé nó ngồi cái biết thành neo, nó cắn tay nè, là nguyên nhân tâm lý nữa. Đó là nó chỉ có cái tay nó cô độc đó, nó chỉ có bàn tay thôi. Khi bà baby sit không có friendly vậy, nó cũng không có bạn nhiều đó, những người baby sit nó nhiều việc đó, thành ra mấy bà cụ già rồi cũng hơi lớn rồi về bên, cũng khi một đứa hai đứa nó không có friendly với nhau đó. Thành ra đứa bé nó có những cái cô độc. Đó. Người lớn cũng vậy cô. Người lớn cũng vậy. Thì nếu duyên nợ mình tới, thì nếu mà cuộc đời được gãy đổ, thì mình cứ pray đi, mình cứ cầu nguyện đi, những cái gì sẽ tốt đẹp sẽ đến với mình. Tới lúc bạn tìm sự nương tựa tinh thần một cái tôn giáo của các bạn, bạn cầu nguyện đi, rồi kỳ lạ lắm, cái gì nó sẽ đến với mình. Nó sẽ đến với mình trong những cái cô đơn đó, mình trong những cái hụt hẫng mình còn cái gì đó mình bám vào. Cảm ơn cô. Và chương trình góc khuất của mình, chúng ta hôm nay nói về đề mẹ đơn thân thì không còn nhiều thời gian nữa, mình còn có 2 phút. Thì trước khi chia tay chương trình, cô Cathy ở đây, cô có những lời gì mà gửi đến những quý vị đang xem chương trình, hay những người mẹ đơn thân, hay cũng như là cho những người cha đơn thân? Thì Cathy cũng có một cái lời khuyên chân thành là cũng như trong cuộc sống thì các bạn không an phận, nhưng phải bằng lòng với hiện tại, từ trong cái đời sống tình cảm hay bên ngoài cũng vậy. Và mình nhẫn và bỏ. Hơn nữa rằng nếu mà chúng ta có một cơ hội nào đó để anh chị nắm bắt á, thì cũng đừng có buông bỏ cơ hội. Nếu mà các anh chị thấy rằng đó là khi mà cái giá trị một người bên cạnh cuối cuộc đời của mình sau này cũng rất là quan trọng đó. Khi nào có nhiều người cha mẹ rất đau buồn khi thấy cái sự hy sinh của mình sẽ làm mình phải đau lòng hay là rơi nước mắt khi mà thấy cái cuối cuộc đời của mình phải thế này thế kia, bạn nghĩ rằng đó là thì cũng đừng có buồn, thì cứ nghĩ rằng đó là mình đã làm hết bổn phận rồi, mình bổn phận rồi là đủ rồi, tương lai con mình nó là đủ rồi. Đừng có bắt buộc là chúng ta phải, con mình phải trong cái tuổi cuộc đơn độc của mình phải được con bên cái hầu cận. Không,
đừng có ràng buộc tương lai của nó. Nghe cả thì reading nursing home, yeah. Thì không có buồn, cái điều đó là phải, đừng có ràng buộc con mình để mà phải lo cho mình. Thí dụ con mình là một bác sĩ là một cái gì đi, xã hội còn cần rất nhiều bàn tay, cần rất nhiều nơi bàn tay của nó, cho nhân loại rất là cần. Yeah. Thành ra sao mình ràng buộc con mình làm gì? Thì phải chấp, thì chấp nhận nó sinh hợp. Yeah. Nếu may mắn cuộc đời thì tìm được một người mà cái thi mong đợi, cái thi cũng cái thi sẽ là mời tới xe liền, yeah. Không? Thì cũng cái thi cũng sẽ go on, là bước liền một bước đến cuối cuộc đời của mình và những gì đang có, giữ chắc những gì có trong tầm tay của mình. Yeah. Yeah, Chelsea cảm ơn cô và Cathy đã đến với chương trình, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất của chúng ta. Và những người mẹ đơn thân hay cha đơn thân, nếu mà có tình duyên, tình yêu mới thì cứ mở tay ra đón, chấp nhận. Thì nhiều khi cái đó là một cái mà ông trời đã đem đến cho chúng ta, và nhiều khi mình sẽ được hạnh phúc nhiều hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea và cô Cathy Phạm trong chương trình Góc Khuất.